Xin chào các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục trở lại giải đề thi tuyển sinh vào lớp 10 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận, môn thi tiếng Anh. Ở video trước đó thì chúng ta đã hoàn thành xong các phần ngữ pháp, đọc hiểu, phát âm. Bây giờ chúng ta sẽ làm phần 3, đọc đoạn văn dưới đây và chọn câu trả lời đúng mỗi chỗ trống 1,25 điểm. Và chúng ta có 5 câu. 1,25 điểm là một câu, chúng ta sẽ được 0,25 điểm. Đề thi gồm 50 câu. Rồi, điền từ vào chỗ trống. Để làm tốt phần này thì chúng ta sẽ đọc và dịch ra, hiểu đoạn văn, điền từ ha. Rồi, cỏ thì có lẽ là cái thực vật nè sống thành công nhất trên thế giới. DA có khoảng 9.000 loại cỏ khác nhau và chúng nè được gì đó trong mỗi khu vực trên trái đất, và chúng được tìm thấy, được bắt, được xem, được tổ chức, được nắm giữ. Rồi, chúng ta có được tìm thấy là phù hợp nhất rồi, hợp về nghĩa. Chúng nè, đây là cỏ nha. Cỏ là cái thực vật nè. Chúng là những cái thực vật có hoa duy nhất, cái mà có thể tồn tại, cái có thể tồn tại trong cái gì đó lạnh của Bắc Cực ha, và Antarctica, châu Bắc Cực. Trong cái gì lạnh nè, trong cái gì, trong biển lạnh, trong hồ lạnh, trong môi trường lạnh, trong sông lạnh. Rõ ràng là môi trường hợp lý nhất ha, môi trường sống lạnh của cái châu Bắc Cực. Cỏ ở đất á, cỏ ở đất liền, support là tức là hỗ trợ một rất nhiều, a wide range of rất nhiều đời sống của thực vật, từ côn trùng nhỏ và những con chim cho tới những động vật khổng lồ như là con bò và con sư tử. Khi nói là mấy con này ăn cỏ, tất cả chúng gì đó on grass, vào cỏ trong một cách này hoặc là cách khác. Rồi, chúng ta thấy chữ on này nè, tất cả chúng gì đó vào cỏ, reduce giảm nè, break phá, build say, depend phụ thuộc, đẹp luôn, chúng ta có depend on nha, depend on phụ thuộc vào cỏ, cái này cách khác. Cỏ recovers phục hồi nha, rất là nhanh sau khi nó được cắt hoặc là bị thiệt hại, hay bị cháy hay bị gì đó, nhưng mà mưa xong cái mọc lên liền, ví dụ vậy. Không giống như những thực vật khác, những chiếc lá mới nè, leaves nè, chiếc lá nha, số nhiều. Những chiếc lá mới mọc từ cái gì đó đất, không phải từ đỉnh của cây. Rồi, mọc cái gì đó từ cái gì đó đất, không phải từ top of the plant, không phải từ đỉnh của cây. Rồi, không giống như thực vật khác thì những chiếc lá mới, lá cỏ đó mọc từ gì? Chúng ta có behind là bên dưới. Chúng ta có below là bên, behind bên cạnh, below là bên dưới. In front of là phía trước. Beside là bên. Beside không phải S ha, bên cạnh. Rồi, mọc ở dưới đất ha, những chiếc lá của nó mọc ở dưới đất trực tiếp lên luôn. Chúng ta chọn bên dưới nha. Rồi, cỏ rất là đặc biệt. Nếu mà không không làm bài này thì chúng ta sẽ không thấy được cái sự đặc biệt của nó. Thật sự rất đặc biệt, bởi vì nó chỗ nào đi đâu cũng gặp cỏ hết. Rồi, đó là lý do tại sao những cái gia đình lớn của động vật, tức là những cái chủng loài lớn của động vật, thì có khả năng sống cùng với nhau trong một khu vực. Trong một khu vực
as gì đó, as chúng đã ăn tất cả cái cỏ ở đó. Một cái fresh meal, một cái bữa ăn rất là tươi thì luôn luôn có sẵn, bởi vì những cái thực vật này bắt đầu để mà mọc lên lần nữa. Ý đó là ăn vừa xong cái có cái để ăn tiếp, bởi vì cỏ khác đã mọc lên rồi. Chúng ta có as gì đó, as gì đó, as chúng ta có as often as không có ha, as very as ở đâu không có ha. Chúng ta có as soon as, nghĩa là ngay khi nha. Các bạn lưu ý as soon as nghĩa là ngay khi. Rồi, ngay khi chúng đã ăn tất cỏ đó, một bữa ăn tươi luôn luôn có sẵn, bởi vì cỏ khác thì bắt đầu để mọc lên. As soon as đó, trong câu này. Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong phần đọc hiểu của đề thi tuyển sinh vào lớp 10 Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận. Bài đọc hiểu này tương đối dễ ha, không khó. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Chúng ta viết câu dựa trên những từ cho sẵn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn hãy ủng hộ kênh bằng cách subscribe và chia sẻ cho bạn bè cùng xem nhé. Bây giờ, xin chào và tạm biệt các bạn.